Dạ vâng, Thượng Đăng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Ngày hôm nay, Thượng Đăng xin được trở lại với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức liên quan đến tình hình của Ukraine. Và hiện tại, Thượng Đăng đang có mục sư Nguyễn Mạnh Cường từ Ukraine đang có mặt trên đường, hệ thống video call của đài truyền hình SPTN. Và xin chào mục sư Nguyễn Mạnh Cường ạ. Đã, kính chào anh Tường Thắng cùng quý khán thính giả của đài SPTN, Viện Đức Chúa Trời ban phước đặc biệt cho tất cả các anh chị và quý gia đình một mùa Giáng sinh đặc biệt. Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư rất nhiều. Và thưa mục sư, được biết là hôm nay lên đài mà mục sư lại đổi nón. Được biết là lúc nãy là mục sư trước khi đổi nón cũng mới thấy là đã cạo hết tóc rồi. Lý do tại sao lại phải mùa đông như băng giá như thế này, đáng lẽ mình phải cần có nhiều tóc để cho nó ấm, tại sao lại cạo tóc như thế, thưa mục sư? Dạ đây ạ. Opa. Dạ. Cái tóc này, thứ nhất là em cạo tóc, thứ nhất là để làm dấu hiệu phản đối của giặc cộng xít Nga đã tấn công qua cơ sở năng lượng hạ tầng dân sự của Ukraine, khiến cho hàng triệu người dân Ukraine phải đói khổ và trong đặc biệt nhiệt độ dưới không này. Dạ. Họ không có điện, nước và sưởi ấm. Và thứ hai nữa là vì tắt cắt tóc đi thì đỡ phải đi không có điện nên các cửa hàng không làm việc, kể cả hiệu cắt tóc nữa cũng nhiều cửa hàng đóng cửa vì không có điện, không phục vụ được. À, cho nên cắt một lần luôn cho nó đỡ phải mất công, phải có đi tới đi lui tại vì không có đủ điện để mà thực hiện tất cả những cái dịch vụ đó. Cắt Thế một còn lần cho mấy tháng. Dạ, cho mấy tháng luôn. Dạ. Dạ vâng, thưa mục sư, thì bây giờ với cái tình hình là như vậy, qua cái việc mà quân Nga vẫn tiếp tục tấn công vào các hạ tầng cơ sở, mà với mùa đông băng giá như thế này, thì cái sinh hoạt của người dân Ukraine hiện tại như thế nào, có khó khăn và để mà có được điện hoặc là sưởi ấm trong cái thời gian này, và cái việc mà cứu trợ của các quốc gia Tây phương về cái phương tiện này có được giải quyết không, thưa mục sư? Đặc biệt là nhà thương, tại vì nhà thương họ vẫn cần điện để mà thí dụ như chạy ống thở hoặc là oxygen. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Ở những nhà thương hay những cái cơ quan đặc biệt đấy thì họ vẫn có máy phát điện và trạm biến thế riêng cho họ thôi. Nhưng do vẫn khó khăn. Dạ. Để trả lời cái cả câu hỏi của anh thì em sẽ đưa lại một số thông tin của Ukraine nhé. Dạ. Hy vọng là anh Tường Thắng và quý khán thính giả của đài không phản đối chứ ạ. Dạ. Vâng. Mặc dù mùa đông, là đặc biệt mùa đông châu Âu thì nhiệt độ dưới không, thậm chí là có thể tới đến âm 30 độ nữa cơ. Nhưng mà cả hai bên là Nga và Ukraine đều nỗ lực tấn công đối phương, vì cả hai bên đều muốn tạo ra cái điều kiện thuận lợi cho mình trên bàn đàm phán. Cộng sản phát xít Nga thì chúng có các vũ khí chiến lược để tống tiền thế giới, là hạt nhân nguyên tử này, năng lượng và lương thực. Khi chúng thất bại trong việc xâm lược Ukraine bằng vũ khí thông thường thì chúng tích cực dùng những vũ khí này để đe dọa sự an ninh thế giới. Cũng cần phải để ý rằng trong vòng 9 tháng thôi mà chúng mất đến 13 tiếng, 13 tướng, đây là kỷ lục Guinness đấy, thiệt hại nhân lực thì đến 300.000 người cả chết và bị thương nữa. Đấy cũng là con số tại sao Putin đã ra lệnh động viên một phần là 300.000 tân binh ấy, dù chỉ là một phần trong tiềm năng của nước Nga thôi. Kể từ ngày 10 tháng 10 vừa qua đấy, 2 tháng trước đấy, thì giặc cộng xích Nga đã thay đổi chiến thuật và lợi dụng mùa đông giá buốt vốn có ở châu Âu này, và chúng không kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng các tên lửa hành trình và drone hạng nặng. Trong 2 tháng thôi đã phóng hơn 1.000 đơn vị rồi, hủy phá mạng lưới điện, nước rồi sưởi ấm để nhằm khuất phục ý chí của nhân dân Ukraine phải đầu hàng, làm nô lệ cho chúng. Và đến hôm nay là ngày 12 tháng 12 rồi, suốt gần 10 tháng trời dòng dã, chúng không thắng nổi được quân đội Ukraine vốn thua kém rất xa về số lượng hỏa lực. Nên là 2 tháng nay bộ máy chiến tranh khủng bố của chế độ cộng xít Nga Putin ấy, đã chuyển hướng khủng bố tiêu diệt dân thường. Thì đằng nào chúng cũng bị nhục rồi, bị mang tiếng rồi. Chúng biết rõ Ukraine cũng như các nhà nước phương Tây khác là dân chủ, tức là dân là chủ nhà nước, là chủ của chính quyền. Nên là giặc cộng xít Nga ấy, đã tấn công các nhà nước đã tấn công trực tiếp quy mô lớn vào người dân thường, để người dân ấy phải ép đến chính phủ của mình phải thỏa hiệp, phải đầu hàng, và chúng muốn tạo ra cái làn sóng di cư mới như đầu cuộc chiến để mà gây sức ép gánh nặng lên các quốc gia phương Tây đang hỗ trợ Ukraine, và để cho chính phủ các quốc gia này cũng bị dân của quốc gia đó thúc ép phải bỏ rơi Ukraine, để rồi chúng sẽ bề thôn tính và sẽ nhập Ukraine vào cái trại súc vật cộng xít của Nga tại chúng của chúng. Nhưng vì chúng đã muộn rồi, bởi vì người dân đã đứng về phía chính phủ Ukraine rồi để chiến đấu, và họ quyết tâm là không bao giờ quay trở lại trại súc vật cộng sản một lần nữa. Để phải tính rằng trong chỉ tính đến 8 đợt không kích của diện rộng thôi thì toàn bộ các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và hệ thống tải điện của Ukraine đều bị thiệt hại nặng nề hết. Hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại,
hơn 40% mạng dây điện cao thế bị phá hủy, trong đó có cái mạng lưới 500 kW, kilovolt lớn nhất thế giới, lớn nhất châu Âu, xin lỗi. Tất cả các thành phố của Ukraine đều chìm trong bóng tối vì mất điện diện rộng. Về chuyện cắt điện luân phiên để không bị quá tải điện hệ thống là thường xuyên, và đời sống nhân dân Ukraine, anh Tường Thắng cùng quý khán thính giả lại thêm khó khăn, đặc biệt là trong cái mùa đông giá tuyết này. Và mất điện diện rộng thì toàn Ukraine bắt đầu xong cuộc không kích vào ngày 23 tháng 11 thôi, tức là 2 tuần trước thôi. Khi ấy chỗ em ở đấy là ngay giữa trung tâm thủ đô Kiev luôn nhá, cái nơi đấy là chưa từng bị cắt điện lần nào cả, kể cả mọi nơi bị cắt điện khi mà Kiev bị không kích ấy. Thế nhưng mà cũng phải chịu cảnh ngộ là mất điện hàng chục tiếng một ngày luôn. Ở Kiev thì nhiều nhà cao tầng mà chỉ dùng điện thôi, toàn dùng điện thôi, thang máy rồi sưởi ấm rồi nước rồi nấu ăn ấy, toàn dùng điện thôi, không dùng gas, nên việc mất điện ấy rất là khó khăn lớn trong các việc sinh hoạt tối thiểu hàng ngày. Cộng thêm nền kinh tế đã bị phá hoại đến 40% vì chiến tranh nữa, nên các hoạt động xã hội khác lại bị tê liệt hết. Mất điện thì cũng mất cả nước luôn, mất cả sưởi ấm, mất cả kết nối liên lạc điện thoại di động, rồi mất cả internet vì nhiều trạm chuyển tiếp mặt đất điện thoại di động không hoạt động mà thì không điện, và người dân buộc phải dùng than củi để sưởi ấm, và tỷ lệ cháy nổ cũng như là cấp cứu nhiễm độc hô hấp lên cao hơn bình thường. Nhưng mà tuy vậy, tinh thần người dân Ukraine không hề suy giảm, mà trái lại họ như cảm thấy rằng tôi luyện thêm, và lòng quyết tâm thắng giặc cũng sít lại càng cao hơn bình thường, và vì họ thấy được cái dã tâm độc ác của chế độ cộng sản phát xít Nga đổi màu. Và ở Ukraine thì nhiều cái lều trại nó mang tên là Punyen, gọi là trạm không thể bị khuất phục, và em dịch thì tạm thế là trạm không thể bị khuất phục, mọc lên ở nhiều nơi ở trong thành phố để giúp đỡ những người dân tạm trú một thời gian, khi họ đi dọc đường họ lạnh đấy, thì họ có thể vào trong đó họ sưởi ấm, họ uống nước trà, ăn uống cái gì đấy, hoặc sạc điện thoại để giữa cái mùa đông giá tuyết này. Nhưng mà cái tên của cái trạm ấy mang tên là trạm không thể bị khuất phục đấy, đã nói lên hết tất cả rồi, tức là người dân Ukraine không chịu bị giặc tộc xít Nga khuất phục dù theo chăng nữa. Trong cái thời gian qua thì các nhân viên trong hệ thống năng lượng Ukraine đã làm việc rất hiệu quả, thưa anh Tường Thắng và quý khán thính giả. Họ được thế giới biết đến và khâm phục sau quân đội Nga thôi, sau quân đội Ukraine thôi, đã đứng đầu chống giặc cộng xích Nga ấy. Những người nhân viên này họ làm kịch, làm việc tích cực luôn, cả ngày cả đêm để hồi phục, để lắp đặt, để sửa chữa trạm biến thế, đường dây truyền tải điện. Tuy vậy, họ chỉ sửa chữa được các trạm biến thế hạ áp thôi, còn các trạm biến thế cao áp thì chỉ có thể đặt được ở nước ngoài thôi. Mà tới Ukraine chỉ không gọi là mùa xuân thôi, khoảng tháng 3 sang năm mới có thể đến được. Nên mạng lưới Ukraine, mạng lưới điện ấy, sẽ còn trong tình trạng thiếu thốn nặng nữa. Và giá điện sẽ nguy cơ tăng lên 2 lần. Tuy mặc dù là lãnh đạo của công ty là Energo, là công ty mà quản lý điều phối mạng lưới điện Ukraine, họ phủ nhận điều đó, nhưng kiểu gì cũng sẽ tăng thôi, bởi vì quy luật thị trường rồi. Không ngay bây giờ thì đầu năm sau mùa xuân ấy cũng phải sẽ tăng, và bây giờ là trung tuần tháng 12 rồi. Và để khắc phục tạm thời cái tình hiện này thì Ukraine đã cho nhập rất nhiều máy phát điện nhỏ, và thuế nhập là chính phủ đã giảm và đã hủy bỏ thành 0% rồi. Và thêm nữa là chính phủ Ukraine đã sẽ đền bù phần lớn giá trị máy phát điện cho người dân ở một số tỉnh thành, có nơi đấy là đền bù lên tới đến 95% cơ. Nhiều quốc gia như anh Tường Thắng nói đấy, đã viện trợ máy phát điện, trạm biến thế công suất nhỏ cho Ukraine, cũng như viện trợ các đồ hậu cần, không những ngoài quân đội ra mà còn cả quần áo ấm, lương thực, thức ăn nữa, nhiều cái thiết bị nữa để phục vụ trong mùa đông của Ukraine này. Và còn hơn nữa là một số quốc gia họ còn giúp Ukraine đang chuyển dần hệ thống năng lượng thời Liên Xô cũ đấy thành ra cái dưới dạng module, từng phần bộ phận đấy, từng rời từng bộ phận đấy để hạ giá thành và cũng dễ dàng hơn trong việc mà lắp đặt cũng như sửa chữa bảo trì sau này. Và hiện tại mà để phục hồi khẩn cấp hệ thống năng lượng của Ukraine thì cần gấp là 1 tỷ đô la. Mà trong trường hợp mà bị tấn công nhiều và hệ thống năng lượng mà hư hại nhiều nữa thì chính phủ là đã có các biện pháp là phải di dân về các miền quê, nơi mà ít nhà cao tầng và các than củi dễ kiếm hơn. Và chính phủ cũng đang thực hiện các biện pháp ổn định tâm lý của nhân dân. Nói chung là con số cụ thể tổn thất đều là bí mật quốc gia lúc này, để cho nhân dân không hoảng loạn, và cũng là để kẻ thù nó không lợi dụng chuyện đó để nó có thể đánh giá hiệu quả các đòn tấn công của chúng nó. Hệ thống năng lượng Ukraine thì cố định và lộ thiên nên rất khó khăn trong việc bảo vệ, và Ukraine đã đề nghị hệ thống SIN, hệ thống phòng không máy bay chiến đấu hiện đại rồi, trong ngày đầu cuộc chiến đã xin tới trước rồi. Nhưng phương Tây sợ Nga lúc đó nên không dám viện trợ, mà họ chỉ là viện trợ nhỏ giọt theo tình huống chiến trường thôi. Họ thấy Ukraine có phải thắng đấy, họ mới nhỏ giọt dần dần. Nhưng mà em tin rằng quy luật tất yếu cuối cùng Ukraine cũng sẽ nhận được tất cả vũ khí cần thiết để chế ngự và chiến thắng được giặc cộng xích Nga này.
Cái đợt không kích gần nhất là mùng 5 tháng 12 vừa rồi khiến cho cả thủ đô Kiev và cả một số thành phố lại chìm đêm tối, và ngày hôm kia là anh Thường Thắng cũng biết đấy, là ngày mùng 10 tháng 12 là cả cảng Odessa là bị mất điện không kích luôn, và Odessa phải mất khá nhiều ngày để phục hồi lại hệ thống điện này, với điều kiện là không bị bắn thêm tiếp. Và việc xuất khẩu ngũ cốc qua hành lang lương thực Biển Đen lại bị đình trệ vì không có điện. Như vậy, giặc công xích Nga nó lại hả hê vì là cái vũ khí lương thực của nó đấy lại có hiệu quả với nhân loại toàn cầu thôi. Theo em thì bọn công xích Nga nó muốn Ukraine là tạm ngừng bắn để câu giờ trong việc huấn luyện tân binh, bổ sung lại, bố trí lại lực lượng, nên chúng tích cực không kích các cơ sở hạ tầng trọng yếu dân sự của Ukraine. Chúng không kích từ bốn hướng: hướng Nam thì từ Biển Đen, hướng Đông Nam thì từ biển Caspi, phía Đông thì từ Nga, còn phía Bắc từ nước vạch Nga Belarus. Trên chiến trường thì mình biết là sau khi mà Ukraine đã phản công giành phần lớn lãnh thổ ở các tỉnh Đông Bắc và miền Nam rồi đấy, thì đẩy giặc công xích Nga vào thế phòng thủ rồi, thì tình hình chiến trường Donbass vẫn ác liệt thôi, đặc biệt những nơi ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự, chính trị hay là kinh tế thì đấy, hay đơn giản là giao thông hậu cần thôi, như là Bakhmut chẳng hạn, đấy là cái điểm nóng cực nóng bây giờ ở vùng Donbass. Và bây giờ lại sắp đến là mùa Giáng sinh rồi, nên Tổng thống Zelensky ông đã đề xuất để cho Nga là rút quân khỏi Ukraine. Nhưng tất nhiên cái lời đề xuất của ông sẽ vô giá trị thôi, bởi vì là bộc bá quyền thế giới cộng xích Nga bao giờ không bao giờ từ bỏ cả, cho đến khi mà nó phải bị diệt với trời này. Dạ thưa anh. Dạ vâng, vâng rồi, trước khi trở lại buổi nói chuyện với mục sư Nguyễn Mạnh Cường từ Ukraine, thì nó xin mời quý giả theo dõi phần thông tin đối ngoại của Đài truyền hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin trong bài đại truyền hình SBTN. Cho nên sẽ được trở lại buổi nói chuyện với mục sư Nguyễn Mạnh Cường từ Ukraine. Thưa mục sư, thì mới đây đó là ông cựu thủ tướng Anh Quốc là Boris Johnson đã có viết một cái bài bình luận đăng trên tờ Wall Street Journal tại Hoa Kỳ. Ông nói rằng là các quốc gia Tây phương cũng như là Hoa Kỳ và các cộng đồng thế giới nên tiếp tục ủng hộ Ukraine càng nhiều càng tốt. Tại vì ông cho rằng là cuộc chiến tại Ukraine và Nga chỉ chấm dứt khi nào ông Putin bị thất bại trên chiến trường mà thôi. Thì thưa mục sư, liệu cái điều kêu cái nhận định của ông cựu thủ tướng Boris Johnson trong trường hợp này có đúng hay không, và liệu tinh thần của quân đội Nga có khả năng tiêu diệt phía quân đội của quân đội Ukraine khi tiêu diệt quân đội Nga để mà có đạt được một chiến thắng trước khi đàm phán hoặc là đẩy lùi Putin ra khỏi nước Ukraine không, thưa mục sư? Dạ. Đây Tường Thắng, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson là hoàn toàn chính xác khi mà ông ấy phát biểu như vậy. Theo lập luận của em, đã leo lên lưng cọp rồi, mà đâm lao phải theo lao thôi. Ông đã lộ hình, lộ nguyên hình là một trùm cộng sản phát xít thôi, lộ nguyên hình là tội phạm chiến tranh, là cái kẻ trở thành nhà nước khủng bố hay ít nhất là ủng hộ khủng bố thôi. Thế giới đã chủ quan khi ông đã từng phát biểu rằng sự tan rã của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Mà ông đấy cả từ trước đến giờ ông ấy chưa đoạn tuyệt cộng sản bao giờ cả, mà lại còn thêm cả phát xít nữa, ông nghiên cứu về chủ nghĩa phát xít nữa khi ông còn làm sĩ quan tình báo ở bên Dresden Đông Đức nhiều năm trước. Ông thì kẻ đại đế Nga, lúc đó là Ensin của Nga rất sủng bái, đã chuyển quyền cai trị nước Nga ấy, mà không cần bầu cử từ ngày 31 tháng 12 năm 1999 cho ông đấy. Và ông ấy coi như là có thể là nói rằng ông ấy cai trị nước Nga từ hồi đến giờ. Ông đã thành công trong việc duy trì cái trại súc vật cộng sản nước Nga, làm cho nước Nga nó được trỗi dậy trong hòa bình. Đây là cái bài học rất là quan trọng cho chúng ta, bởi vì là nước láng giềng chúng ta là Trung Cộng ấy, cả Việt Cộng đó, chúng nó cũng đang kiểu trỗi dậy trong hòa bình, nên cần phải tiêu diệt cái hệ tư tưởng cộng sản ấy, bởi vì là chúng ta biết là trong quá khứ cộng sản độc ác thế nào rồi, mà khi nó trỗi dậy trong hòa bình ấy, nó có vẻ là thân thiện thế giới, nhưng mà khi nó trỗi dậy trong hòa bình thì nó sẽ độc ác, nó mà mạnh ấy, thì nó tương tự như nước Nga, nó sẽ diệt hết các nước bên cạnh. Còn Ukraine thì sau khi mà Liên Xô sụp đổ đấy thì cái trại súc vật cộng sản nó vẫn còn đó, nó chỉ thay là cái bảng hiệu nhà nước thôi. Vì thế năm 1994 theo cái thỏa thuận Budapest thì Ukraine đã ngoan ngoãn giao nộp vũ khí hạt nhân nguyên tử của mình cho Nga, để quân đội Ukraine nó bị phá sản tới năm 2014 luôn, từ cái vị trí là cường quốc hạt nhân thứ ba thế giới phá sản, có thể nói như vậy. Đổi lại thì Ukraine được phương Tây và Nga đã ve vãn đảm bảo cho sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng cái thỏa thuận đấy, mà nó chẳng có giá trị pháp lý thì mấy cả.
Nga trở mặt xâm lược Ukraine năm 2014 ấy, nó sáp nhập bán đảo Crimea và thúc đẩy ly khai ở vùng Donbass gồm hai cái nhà nước tự xưng mà Nga đã sáp nhập rồi ấy, mang tên nhà nước gọi là Lugansk và Donetsk. Thì Mỹ và Anh lúc đó thì theo em nó không làm được gì cả, bởi ngoài việc là đưa Nga vào phòng trừng phạt thôi, bởi vì không dám động thủ với Nga, bởi Nga nó sở hữu cái kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới về số lượng. Hiệu quả trừng phạt của phương Tây đối với Nga nó chẳng là bao nhiêu cả, mà Nga lại vẫn giàu nhanh nhờ bán năng lượng cho các nước châu Âu, mà nhờ Đức và Pháp nữa, đặc biệt hai nước này mà Nga rất phát triển mạnh về công nghiệp vũ khí, bắt các nước châu Âu phải phụ thuộc vào năng lượng của mình. Nước Anh ấy đã tỉnh táo nên đã rời khỏi EU rồi để cải thiện quan hệ của mình với Mỹ. Dù sao thì là cái hội mà Anglo-Saxon ấy, Mỹ Anh ấy vẫn tử tế hơn Nga, bởi vì nhờ có nền dân chủ mà cha ông của họ đã lập quốc trên kinh thánh rồi, nên Mỹ và Anh vẫn giữ lời hứa với Ukraine trong cái thỏa thuận Budapest năm 1994 đấy. Và thỏa cái mà chúng ta biết là năm 2014 ấy, thì khi xung đột nội chiến, có thể nói nội chiến ấy, mà Ukraine thì coi như là chống khủng bố ở miền đông, thì đã có thỏa thuận Minsk 1-2 giữa Nga và Ukraine về lãnh thổ Ukraine, và thỏa thuận Minsk này đã được làm công cụ để câu giờ cho Ukraine để khôi phục quân đội và năng lực quốc phòng của mình. Và lúc đó phương Tây đã hỗ trợ Ukraine bằng cách huấn luyện quân đội của Ukraine và bắt thóp được Nga, bởi vì học thuyết chiến tranh của Nga và U nó giống nhau, mà thời Liên Xô cũ nó cũng là quân đội Hồng quân Liên Xô ngày xưa cả, nó giống giống nhau, nên thành ra là quân đội Ukraine được phương Tây huấn luyện cộng cái học thuyết của phương Tây nữa, thành ra bóc thóp được Nga. Vì thế mà để 8 năm sau là năm nay đấy, là Ukraine có thể đương đầu với quân đội mạnh thứ hai thế giới, mà chúng nó áp đảo Ukraine hầu như là tuyệt đối hỏa lực và số lượng sức mạnh rồi. Theo em, phương Tây đã từng không tin rằng Ukraine có làm kỳ tích gì khi mà Nga phát động chiến tranh xâm lược ngày 24 tháng 2 vừa rồi. Họ nghĩ rằng Ukraine thì có thể trụ được khoảng vài ngày, tối đa 1-2 tuần thôi. Mỹ thì luôn thúc Tổng thống Zelensky và gia đình phải rời Ukraine, bởi vì họ cũng nghĩ tình huống tương tự như là Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 hay Afghanistan năm 2021 ấy. Phương Tây và Nga cũng hiểu ngầm với nhau là có thể xâu xé Ukraine thành Đông và Tây như nước Đức hồi cuối chiến hai, mạnh ai nấy chiếm thôi và đặt ảnh hưởng của mình thôi. Cứ tiến quân, quân Nga nó chiếm bao nhiêu thì nó chiếm, còn phía Đông ấy, Ba Lan và các nước khác ấy, NATO cũng cũng vào như là bảo vệ, gọi là bảo vệ Ukraine cũng vào chiếm, và Hungary cũng vào chiếm đấy, để mà sau đó sẽ dừng lại ở chỗ nào đó, họ gặp nhau cho dừng chỗ đấy và sẽ chia tương tự như là Đông Đức, Tây Đức ngày xưa thôi. Nhưng mà không ngờ là Đức Chúa Trời đã có thiên chương trình cho Ukraine như là chúng em báo trước rồi, thậm chí từ năm 2009 cơ, và chúng em đã chuẩn bị thậm chí từ năm 2004 khi đã làm cuộc cách mạng cam nổi tiếng thế giới tại Ukraine, là không đổ máu, mà chính quyền ngoạn mục đã từ chế độ thân Nga mà chuyển sang chế độ dân chủ, mà đặt cái nền móng cho nền chính trị dân chủ xã hội Ukraine sau này. Tiếp nữa em cần phải nhắc đến cái sự kiên cường rất là dũng cảm của Ukraine, khiến các nhà lãnh đạo phương Tây đấy đi từ ngạc nhiên đến thấy sự ủng hộ hết mình. Vì thế Mỹ và Anh mới ủng hộ nhiệt tình như thế. Mỹ thì đứng đầu khối NATO rồi, nên là thành thử các nước NATO cũng phải ủng hộ Ukraine chống Nga thôi. Và các nước NATO họ nhận đây là cơ hội ngàn vàng để xóa sổ cái trại súc vật cộng sản Nga mà không tổn thất lớn, nhất đặc biệt là về nhân mạng. Họ sẽ không gửi quân đâu để mà tránh leo thang hay đụng độ trực tiếp với Nga, mà họ sẽ tích cực hỗ trợ vũ khí, tiền bạc, tài chính, hậu cần, nhân đạo nào đó. Tuy nhiên, phương Tây họ vẫn chưa dám gửi những cái khí tài hiện đại sang Ukraine, là vì họ sợ vào rơi vào tay Nga là một này, và lại họ cũng biết là trong hàng ngũ của Ukraine đấy vẫn chưa sạch hết, vẫn còn những kẻ thời cơ, vẫn còn những kẻ phản bội mà. Theo em là Putin, ông đã leo lưng cọp rồi, ông không xuống được nữa, vì mạng sống của ông đấy bây giờ bị hoàn toàn bị định đoạt trong cái cuộc chiến này, trong mọi trường hợp, kể cả ông có thắng hay thua nữa. Nếu mà trong trường hợp mà ông có thắng đấy thì nước Nga sẽ bị chia cắt, bởi vì là các lực lượng vũ trang quân sự của Nga, thí dụ như cái bọn công ty lính đánh thuê Wagner đấy, mà mới bị ngày hôm ngày hôm bị hôm hôm thứ quân hai đội đó, dạ hôm bị qua quân đội Ukraine bắn họ bị tỉnh tấn đó. công và tiễn vào khách sạn đấy, hay là thủ lãnh Hồi giáo Chechnya đấy, như họ những người này, hai cái đối thủ này họ không phục bộ máy chiến tranh của Putin đâu, họ thậm chí thẳng thừng lên án luôn mà. Nên là nếu cho một thắng đấy thì lực lượng này nó có thế mạnh, nó sẽ có thể là không nghe, không tuân phục bộ máy của Putin, và nó có thể là gây ra sự mà chia căng cấu xé nước nước Nga, và Putin cũng sẽ bị rất nguy hiểm. Còn nếu mà thua thì tôi hiểu rồi, chắc chắn là Putin sẽ bị nộp ra tòa án quốc tế vì tội phạm chiến tranh. Còn về phía Ukraine thì đây là cuộc chiến sinh tử của dân tộc quốc gia, và trong quá khứ thì Ukraine đã bị Nga đã đàn áp rồi, nó bị Nga hóa rồi.
phương Tây thì lại muốn loại ra một cái mối họa là cộng sản phát xít Nga đổi màu nữa, để mà giúp nước Nga trở thành cái nhà nước văn minh dân chủ thân thiện nữa. Vì thế mà cuộc chiến này chỉ chấm dứt khi Putin bị đánh bại hoàn toàn, như là nhận định của ông tổng thống cựu thủ tướng Johnson. ông tổng thống Zelensky, ông hiểu điều này. Nếu ông phát biểu là ông chỉ có thể đàm phán một nhà nước Nga không có Putin lãnh đạo thôi. Dạ, vâng. Đó, Vâng, thưa anh thế Vũ thì Thắng. riêng về tinh thần của người Ukraine đó, trước cái việc mà các hệ thống hạ tầng cơ sở bị phá hủy như vậy và đời sống họ gặp khó khăn như thế trong mùa đông này, họ có đồng tình đi cùng đồng hành với chính quyền của Zelensky hay không? Hay là thúc ép Tổng thống Zelensky phải ngồi vào đàm phán để cho cuộc sống của họ nó dễ thở hơn? Đó, thưa anh, họ đồng tình đi với chính quyền Zelensky. Ông Zelensky, ông thông báo rồi, ông sẽ làm tổng thống cho hết chiến tranh. Sau chiến tranh, ông sẽ nghỉ việc và ông sẽ đi biển và đi uống bia. Ông Ở sẽ bên sống hết chiến tranh rồi còn. xin ngừng thưa mục sư, ở bên Ukraine thì cái hệ thống bầu cử tổng thống bao nhiêu năm một lần và nhiệm kỳ tổng thống bao nhiêu năm? Đó, thưa anh, là 5 năm một lần ạ. Ông Đó. Zelensky được mấy năm rồi? Đã 2019 á, bây giờ được 3 năm rồi, cũng còn 2 năm nữa. Ông còn 2 năm. Cái cuộc chiến này chúng em cũng nhận định nó phải đến 3 năm, nó kéo dài mà. Nó kéo dài. Vâng, kính thưa khán giả, thì đang nói giữa chừng với mục sư Nguyễn Minh Cường thì hệ thống internet bên Ukraine đã bị cắt. Vì chúng ta cũng đã biết vì nhiều lý do, vấn đề năng lượng, vấn đề điện cũng không gặp nhiều khó khăn, cho nên Tường Nắng không không kết nối được với mục sư Nguyễn Mạnh Cường. Một lần nữa Tường Nắng xin cảm ơn mục sư Nguyễn Mạnh Cường đã đến với chương trình của Ukraine trên đài truyền hình SBTN, và xin hẹn quý khán giả vào tuần sau cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN, và chúng tôi sẽ cố gắng kết nối lại với mục sư Nguyễn Mạnh Cường vào thời khoảng thời gian đó. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả của SBTN.